Hello cả nhà. Chào cả nhà. Tới công chuyện nữa rồi đó. Chào nhà đến kênh Hoài Phong TV nha cả nhà ơi. Thì bữa nay tới công chuyện cả nhà. Bữa nay anh em tập hợp đủ rồi. Bữa nay có mình lên ông chú Hai em đi nhậu nha cả nhà. Đó thấy sao không? Đó cái nhà thấy sao không? Đó xe đen đó cả nhà. Đó. Thấy không? Bữa nay mấy em để một cái cho đi. Cho đi kiếm chiếc xe khùng luôn nè cả nhà. Đúng rồi, anh chơi khùng khùng như thế. Bây giờ là cam đi. Rồi hai ông nậu đi gì vậy trời. Thì bây giờ là em sẽ đặt cam nha cả nhà, bây đợi chú Hai ổng ra ổng kiếm cái xe ổng thôi nhở nhở. Rồi bây giờ đặt cam đi. Giờ giấu cam đi, giấu cam đi. Ê giờ gì hai ông nổng giỡn ngay thật sự đó. Bây giờ lấy chiếc xe đi giấu thôi nha cả nhà. Cái đó thấy mắc ứa. Đậu luôn cho ta biết luôn coi. Lấy đi ra nè. Mọi người có thấy cái nón không mà động gì không? Lấy gạch anh nè. Lấy gạch anh thấy gì nè. Thật là trái điện hi. Nói đâu điện hi. Chết mẹ. Quay xe đi. Đi. Đem đi ra ngoài đường đi. Đi. Ai cho mẹ. Bây giờ là mình sẽ giấu đây nha cả nhà. Rồi bữa nay tôi đi chín chiếc xe chưa? Không có chìa khóa đây cả nhà. Không chìa khóa là không chín. Có chìa khóa cái túi mình đi để đây lỡ gì? Ok. Thì bây giờ là em sẽ đặt máy. Bây giờ hôm qua mình đặt ở đây, mình đi vô trong kia, đi vô trong nhà cho hết. Ừ. Mà lát đi chín. Bây giờ đi vô thôi nha cả nhà. Vô. Cam cho chỗ nắng á. Ok, chỗ nắng mà. Mấy lần trước á anh bày ghế anh cũng cho ta dữ lắm ha, bữa nay thử cho tao thử coi, bữa nay đâu có biết nhậu. Bữa nay em nhắn tin trên nhóm làm nó bữa nay mệt. Đây này mình chơi gì mới đọc nè. Dạ. Đâu có xe không thể để chỗ xe. Dạ. Nó nguyện không để cho cũ á. Chơi gì đây ta biết, chơi gì là biết giống mà giờ hết nguyên chiếc xe gì luôn. Nguyên xe gì luôn. Nó hiểu mình dục đại đó đó đi. Lấy chiếc xe thôi, bây giờ mình chơi. Giờ lỡ dắt xe rồi thì để gì đi. Mấy bữa trước chứ. Bữa nay là thấy em mệt. Em nhắn tin lên nhóm bữa nay là nghỉ quen bữa nha anh em. Cái gì đó anh ơi? Là trời cố nậu cái giờ này không thấy nhiều nữa đó. Em nói mệt, ông nói ừ mệt vậy thôi nghỉ ngơi đi. Bây giờ mấy anh em lỡ thấy chiếc xe anh nhậu. Giấu luôn cả nhà. Bây giờ là em sẽ đặt cam nha cả nhà ơi. Cho cái coi cái phản ứng ông khi mất chiếc xe là sao nha cả nhà. Nè cả nhà thấy con mắt em cả nhà tối đi con nhìn phô câu cả nhà. Thôi xíu em quay qua nhà xem bây giờ mình đặt cam đi cái gì. Ai ai con mắt nữa này tối đi coi thôi. Sao sao cái mồ hôi đổ ra. Ở bình thường. Đồ cả nhà ơi. Đó chú Hai lại không áo bông nữa cả nhà. Bông áo bông trắng trắng nha nhà, anh đang ngồi nhậu trong đó cả nhà. Bây giờ là tụi em đặt cam rồi nha. Bây giờ là đợi ông ra thôi nha cả nhà ơi. Nữa anh ngồi ở trắng đi 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 gần trước đi. Hồi bữa nay chỗ thấy cảnh chỗ kiếm thì bây giờ là em đã quay thấy vô cả nhà đó, thì bây giờ em giấu chiếc xe rồi, thì bây giờ là tụi em sẽ đặt cam rồi nha cả nhà ơi. Rồi đó ok chưa đó, đặt cam thôi, giờ mình đặt cam mình giấu cam thôi. Rồi bây giờ là kiếm mấy cụ lùm này đặt cam đi. Hello cả nhà. Thì bây giờ làm đặt cam rồi nha cả nhà. Thì bây giờ là cái màn nữa là mình điện giống hay sao, bây giờ điện cho đi ra liền đi. Tại khứa này là em của chú Hai Hậu nha cả nhà. Mấy anh em trong này điện anh không có tin đâu. Để cho em ổng điện ổng mới tin. Mình điện đi mày nói ba kêu về nấu cơm hay là gì kêu dạy công chuyện đi. Kêu dạy công chuyện phải không? Ừ, ổng kêu dạy công chuyện. Rồi là không dạy. Mày kêu mày kìa. Cái gì? Mày á. Kêu mày kìa. Trời ơi, trời ơi, đang ngồi đây nè, điện hậu ra tao phóng tầng. Ông đâu rồi anh Hậu? Ông kêu vợ có một chuyện gì kìa.
Luôn. Bây giờ là ổng đi dẫn luôn cả nhà ơi. Anh không có để chiếc xe, anh thấy anh đi ra kiếm rồi đó. Đây gieo điện, bà ổng đâu có biết đâu. Ổng mới mắc cầm về đẳng hỏi cái ông Tám không biết đường ra lợi, giờ đi lợi nữa nha cả nhà. Thì cả nhà đợi em chút xíu nữa nha. Chút xíu ông lợi nữa. Alo. Gì? Điện phòng số. Mày lên xe tao hả? Không, ai lầu lấy. Vô, vô kèo cả nhà, vô kèo mà, vô thế. Ai để tôi lấy cả. Ai mở cửa sổ nha. Đứng vô kìa, anh đi lại anh thấy thằng lập đường xế. Anh kiếm được gì cả nhà. Anh điện tôi, anh điện. Có ai mượn xe không nhỉ? Có ai mượn xe không? Dạ. Mẹ của chú Hai đi kiếm rồi cả nhà. Ừ.
Ông điện chú hãm điện nha cả nhà. Chú hãm điện. Mình hãm điện lắm. Mình hãm điện. Mình hãm điện. Gì vậy? Gì chú? Ừ. Ông Yến hả? Thấy vậy? Điện mặn nó lắc con nghe đâu chị rồi. Gì? Con lụa xe gì đâu? Tôi nhà tôi nè, xe chị đang lúc đang nó canh. Gì? Chị ông nội tự nhiên điện kiếm tôi ông nội. Bao lâu? Đang nè, đang nấu nồi canh đây nè, ông cứu nậu. Chứ nãy giờ tôi đâu đi đâu đâu. Nậu nào chửi liền. Mới giờ cái đọc. Mà lấy trời ơi, xe ông lấy xe tôi có ai lấy xe ông gì trời. Xe tôi có ai. Trời cho anh tù lâu. Ai mà lấy xe khơ khơ gì trời. Trời ơi. Trời ơi trời, thôi đi ông ơi, ai biết. Tự nhiên mất chiếc xe đó thượng tôi ông nội. Cái gì? Xe ở đâu mà ấy? Trừng mấy giấy số mượn không trừng đó ông nội ơi ông nội. Đi ra chứ, về đâu đâu, đi ra ăn kiếm coi. Ông nội cái gì ông chửi ngoại hả chậu. Ông nội anh em không? Ông lạ hoài, ông ra vô, ông chửi ngoại chứ. Lấy chiếc xe để chỗ cũ cái gì? Giờ ra đây lấy gì? Dính xe lại để chỗ bác lấy chỗ cũ. Lại anh giả hết cái đường à. Cho nè, chạy đi. Bây giờ mình lấy cái xe này cho chỗ cũ anh đi. Tại vì mình nó không biết. Bây giờ mình đi ra cho ông đợi thấy xe chỗ cũ nha cả nhà. Đi chỗ mày. Ráng trời đợi lấy cái dép. Lấy dép đi. Anh chiếm dữ lắm rồi, cả nhà bây giờ dắt vô đây là cái bối mình. Để không ra. Đi dính sàn mặt chưa cả nhà? Dính sàn mặt. Đâu nha. Lấy ra không? Có ai lấy ra không? Đâu thường lấy ra không vậy? Lấy rồi. Lấy đâu? Ai? Biết. Ở đâu? Ở nhà. Ủa đi bên bên, đi nào? Đi này đi. Ở đó đây không? Dạ, nếu giờ bên đó kìa, nó thơm nha. Chờ lâu là chờ lâu. Không biết rồi.
tiêu đừng có bỏ rồi. Hay. Bà tư có đi kiếm đâu nậu ơi. Tôi sợ quá la làm. Bà đi đi. Tao muốn nói luôn được rồi. Thằng Quang Linh đâu rồi? Bà nó điện hậu dư 1 dư 2. Tại nó điện tao nè. Chạy tao đi về đẳng là ổng mới vừa chạy tới nhà. Thì đó mấy tụi đây quay nè. Mấy tụi ơi, chết rồi, ổng chú Hai mới vừa về, ông Tám vừa chạy về đó kìa. Tao hỏi vợ mày nói mày đâu nữa. Mẹ mẹ đây nè, mẹ đâu? Thấy đó. Hồi nãy là cám đây nè. Tôi kêu queo. Bây giờ ông là mày em thuộc ổng bây giờ mày điện ổng cái nói bay kêu về có chuyện lắm về liền vừa kêu cái ừ tôi kéo với tôi chạy mà em sợ mất thiệt cả nhà đậu hơi quá trời nói là em nói cái giận lòng vậy thôi. Vậy thôi clip em đến đây kết thúc cả nhà. Thì cả nhà thấy vui thay cho em một đăng ký một like và nhớ nhắn gửi chung thế là em dễ giọng mấy thằng đây dạ thôi vậy kết thúc video này nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà ở clip tiếp theo nha. Tự nhiên cái dẫn càng chi em đi thêm lại tao đi luôn là không có dẫn ra là gì mà làm lá lấy trời làm lá lấy dạ thôi bye bye cả nhà nha. Ngon rồi.